Nga tiêu diệt 10 cánh quân, phá hủy hơn 8.700 UAV Ukraine. Ukraine đối mặt mùa đông tồi tệ nhất trong lịch sử trước làn sóng tập kích mới của Nga. Israel tiến vào pháo đài của Hamas, cảnh báo đanh thép Hezbollah. Hezbollah trình làng tên lửa chống hạm Nu giữa lúc căng thẳng với Israel. Tổng tham mưu trưởng quân đội Yemen thoát chết sau vụ ám sát. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine, xung đột ngày càng căng thẳng ở các chiến trường miền Đông và Nam Ukraine. Theo một quan chức do Nga bổ nhiệm quản lý các khu vực ở tỉnh Zaporizhia, cho biết rằng các lực lượng Nga đã tiến được thêm 1 km tại các chiến địa Donetsk và Zaporizhia, đồng thời tiêu diệt được 10 cánh quân của Ukraine trong quá trình tiến công. Theo ông Vladimir Rogov, người quản lý tỉnh Zaporizhia cho hay, chiến thuật của quân Nga là hoạt động theo các đơn vị nhỏ và sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái UAV trong tấn công. Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Nga đã phá hủy hơn 8.700 UAV của quân đội Ukraine kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho tới nay. Bên cạnh đó, chỉ trong ngày 7 tháng 11, các lực lượng Nga đã khiến Ukraine chịu thiệt hại lớn về nhân lực và thiết bị quân sự ở 105 địa phương toàn mặt trận. Bên cạnh đó, cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết Nga đang sở hữu 870 tên lửa có tầm bắn hơn 300 km và nhiều tên lửa trong số đó sẽ được Nga sử dụng tấn công Ukraine trong mùa đông. Ông Vadim Skibitsky, đại diện cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine đánh giá, Nga có thể đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn vào hệ thống cung cấp điện của Ukraine để tạo ra hiệu ứng lan tỏa nhanh chóng. Chiến thuật tấn công của Nga có thể bao gồm việc sử dụng nhiều loại tên lửa khác nhau, cũng như sự kết hợp với máy bay không người lái tấn công. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi phương Tây giúp Kyiv tăng cường hệ thống phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng trước nguy cơ làn sóng tập kích mới của Nga theo ông kuleba ukraine đang phải chuẩn bị cho mùa đông tồi tệ nhất trong lịch sử tình trạng mất điện có khả năng sẽ diễn ra trên quy mô lớn do các cuộc tấn công tên lửa của nga kể từ mùa thu năm ngoái moscow bắt đầu nhắm mục tiêu vào hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng của ukraine để trả đũa việc kiev đánh bom cầu crimea vừa qua thư ký hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia ukraine cho biết việc hỗ trợ cung cấp điện cho người dân cũng phải tùy thuộc vào từng địa phương bộ trưởng năng lượng ukraine Herman Haluchenko thừa nhận, các cuộc tấn công của Nga đã làm hư hại khoảng 50% tổng số cơ sở sản xuất điện của Ukraine, nhiều cơ sở trong số đó đã bị phá hủy hoàn toàn. Nếu Nga thực hiện các cuộc tấn công lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev, có thể sẽ gây ra thiệt hại đáng kể cho mạng lưới điện quốc gia và có khả năng gây mất điện trên diện rộng. Để đối phó làn sóng tấn công mới của Nga, Ukraine kêu gọi đồng minh, đối tác phương Tây cung cấp thêm các tổ hợp phòng không, tên lửa và máy bay chiến đấu. Ông Kuleba cho biết hệ thống tên lửa tầm xa Taurus của Đức hiện không phải là ưu tiên hàng đầu của Kiev. Thay vào đó, họ kỳ vọng nhận thêm nhiều hệ thống phòng không. Lãnh đạo Donetsk -Likai, ông Denis Pushilin cho biết, các cuộc tấn công vào thành phố Donetsk ngày 7 tháng 11 diễn ra theo ba đợt, khiến các cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại ở một số nơi trong thành phố. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Sau đó, đại diện Donetsk thông báo, con số thương vong của dân thường do cuộc tấn công pháo kích vào trung tâm thành phố đã tăng lên hơn 20 người. Phía Nga cáo buộc lực lượng Ukraine sử dụng pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất để nhắm mục tiêu vào Donetsk. Moscow đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp bất thường của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vụ tấn công. Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết, nói thêm rằng cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào chiều thứ Tư ngày 8 tháng 11. Phía Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này. Mới đây, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào xưởng đóng tàu Zalit tại cảng Kerocher ở Crimea, làm hư hại một số tàu hộ tống lớp Karakut. Giải thích về chiến thuật đằng sau cuộc tấn công, kênh Riba cho rằng bốn máy bay ném bom Su-24M của Ukraine từ vùng Donetsk-Petrovsk và Zaporizhia đã phóng 8 tên lửa hành trình Storm Shadow về hướng Crimea. Kênh Riba cho biết, để đánh lạc hướng và làm quá tải các hệ thống phòng không của Nga ở khu vực Kherson và Zaporizhia, máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-27 của Ukraine đã bắn một số tên lửa chống radar HAM và tên lửa mồi nhử AGM-160 MALD. Hai máy bay chiến đấu MiG-31BM của Nga kết cánh từ căn cứ không quân Benbek ở Crimea để đánh chặn những tên lửa trên. Trong khi đó, 8 tên lửa Storm Shadow hướng tới biển Azov, nơi Nga đặt hệ thống phòng không S-400 và Panzer S-1. Sau đó, tên lửa Storm Shadow đã thay đổi hướng đi, lộ trình và độ cao. Phía Nga đã chặn 6 tên lửa Storm Shadow ở khu vực cách cầu Karachur 50 km về phía Bắc. Cuộc tấn công cho thấy Ukraine đang thử nghiệm nhiều chiến thuật khác nhau nhằm gây áp lực lên các hệ thống phòng không Nga và đánh lạc hướng chúng từ các phía khác nhau. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân Ukraine đoàn kết sau khi có những bất đồng xung quanh phát biểu của ông và tổng tư lệnh Valery Zaluzhny, ông Zelensky nhấn mạnh hiện tại mọi người nên nghĩ tới việc bảo vệ đất nước. Chúng ta cần đoàn kết, tránh chia rẽ vì các tranh chấp hoặc các ưu tiên khác. Sẽ không có đất nước nào nếu chúng ta không chiến thắng. Chiến thắng là điều mà chúng ta có thể đạt được. Trước đó, ông Zaluzhny cho rằng Ukraine đang bế tắc và có thể không đạt được đột phá nào. Hiện tại, các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine đang diễn ra ác liệt xung quanh các thành phố miền Đông và miền Nam, tiêu điểm là thành phố Orykov và làng Velika Novosinka. Về tình hình xung đột ở giải Gaza, quân đội Israel tuyên bố đã tiến vào trái tim thành phố Gaza, nơi được coi là pháo đài của lực lượng vũ trang Hamas, đồng thời cảnh báo Hezbollah không tham chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joachim Gallen cho biết, binh sĩ của chúng tôi tiến vào cả từ phía Bắc và phía Nam, phối hợp tấn công với không quân và hải quân. Chiến dịch tiến công này dựa vào thông tin tình báo chính xác và nhằm mục tiêu hạ tầng, các chỉ huy cũng như thành viên của Hamas. Đồng thời, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, thành phố Gaza đã bị bao vây và lực lượng Israel đang tác chiến bên trong thành phố này, loại bỏ hàng nghìn thành viên Hamas trên mặt đất và dưới lòng đất, gây sức ép lên Hamas từng ngày từng giờ. Ông cũng đưa ra thông điệp cảnh báo cứng rắn đối với lực lượng vũ trang Hezbollah đang tấn công vào khu vực biên giới phía bắc Israel. Chúng tôi sẽ không chấp nhận việc Hezbollah hay Hamas ở Liban sẽ làm tổn thương cộng đồng và dân thường của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đáp trả quyết liệt bằng hỏa lực trước bất kỳ cuộc tấn công nào. Nếu Hezbollah chọn tham chiến, đây sẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của họ. Ông Netanyahu cho biết, ông liên tục liên hệ với Tổng thống Mỹ Joe Biden để thảo luận về tình hình xung đột cũng như sự hỗ trợ của Washington dành cho Tel Aviv. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel, bằng việc điều tàu chiến đến khu vực lực lượng Hezbollah ở Liban đã chính thức trình làng tên lửa chống hạm NOC mới. Đây có thể coi là lời cảnh báo tới Mỹ, nước đang dành phần lớn sự ủng hộ cho Israel. Nhóm Hezbollah ở Liban đã công bố một đoạn video cho thấy các thùng chứa tên lửa chống hạm tầm xa tối tân nói trên. Theo dữ liệu quân sự, NU là tên lửa hành trình chống hạm do Iran sản xuất. Về cơ bản, đây được coi là bản sao của dòng tên lửa chống hạm C-802 của Trung Quốc tên lửa có chiều dài 6,4 mét, được trang bị đầu đạn bán xuyên giáp nặng 155 kg và có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 120 km, với tốc độ lên tới Mach 0,9 và trở thành mối đe dọa nguy hiểm cho các tàu chiến. Năm 2006, Liban đã sử dụng tên lửa Nu để tấn công tàu hộ tống Hanit thuộc lớp Eilat của Israel và con tàu bị hư hại nặng. Dù trời vừa tối vừa mưa, vài trăm người biểu tình ủng hộ Palestine vẫn tập trung tại cảng Tacoma, bang Washington, Mỹ, để chặn một tàu vận tải quân sự mà họ tin rằng sẽ chở vũ khí của Mỹ tới Israel. Gwazim Hesh, một điều phối viên của Trung tâm Tổ chức và Nguồn lực Ả Arok, đơn vị đứng ra tổ chức cuộc biểu tình cho biết, theo một nguồn tin mật báo, con tàu này sẽ chở vũ khí và trang thiết bị quân sự đến Israel khi nước này tiếp tục triển khai chiến dịch tấn công vào giải Gaza. Tại cảng Tacoma, những người biểu tình thuộc mọi lứa tuổi mặc áo mưa hoặc mang ô đứng sát con tàu Cape Orlando Họ với cờ Palestine dơ khẩu hiệu đòi bảo vệ giải Gaza và người dân Palestine. Đây là tuần thứ hai liên tiếp người biểu tình tập trung ở cảng để ngăn tàu Cape Orlando ra khơi. Hedge cho biết, những hoạt động này gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến Tổng thống Joe Biden. Chúng tôi đang thấy những cuộc biểu tình phản chiến lớn nhất kể từ thời chính quyền Tổng thống George Bush, và điều này diễn ra trước một kỳ bầu cử cực kỳ cạnh tranh. Bên cạnh đó, Tổng thống Biden gần đây đề xuất quốc của Mỹ cung cấp khoản viện trợ hơn 14 tỷ đô la cho Israel, bên cạnh khoản 3,8 tỷ đô mà Mỹ đã cam kết cung cấp trong năm 2023. Trong thông báo, Mỹ có ý định cung cấp viện trợ quân sự bổ sung, bao gồm đạn dược và hệ thống đánh chặn để bổ sung cho hệ thống vòm sắt của Israel. Một nguồn tin quân sự ngày 7 tháng 11 cho biết, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Yemen, tướng sahi Binazin, đã thoát chết sau một vụ ám sát ở tỉnh Marib, Đông Bắc quốc gia Trung Đông này. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại khu vực Bắc Phi Trung Đông, nguồn tin từ lực lượng ủng hộ chính phủ Yemen xác nhận một xe ô tô chứa chất nổ đã phát nổ nhằm vào đoàn xe của tướng Bin Aziz khiến 6 người bị thương. Vụ tấn công này xảy ra ngay sau cuộc họp giữa tướng Aziz và các sĩ quan quân sự cấp cao khác, gồm thành viên hội đồng lãnh đạo tổng thống ở tỉnh Marib, nơi đặt trụ sở của quân đội Yemen. Đây là vụ ám sát thứ ba nhằm vào tướng Binazit kể từ lần tấn công của lực lượng Houthi và nơi ở của ông này ở tỉnh Marib ngày 3 tháng 10 năm 2021. Hiện chưa có lực lượng nào nhận thực hiện vụ ám sát mới nhất. Chính phủ Yemen đã xác nhận vụ việc, kêu gọi tăng cường các biện pháp an ninh và phòng ngừa tại tỉnh Marib và các khu vực khác hiện do chính phủ kiểm soát. Cảnh sát Afghanistan cho biết đã có 7 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong một vụ nổ xe khách ở thủ đô Kabul của nước này hôm 7 tháng 11. Theo người phát ngôn cảnh sát Kabul, Khalid Zadran, vụ nổ đã xảy ra tại khu vực Dat của đông đảo người dân thuộc dòng Hồi giáo Shia sinh sống. Hiện lực lượng IS đã nhận thực hiện vụ tấn công. Đây là vụ tấn công thứ hai của nhóm khủng bố này nhằm vào cộng đồng người Shia trong vài tuần qua. Ông Zadran cho biết lực lượng an ninh đã có mặt tại hiện trường và bắt đầu điều tra vụ việc. Trong khi đó, kênh truyền thông AMAC có liên quan đến IS cho biết, các tay súng của lực lượng này đã kích nổ một thiết bị nổ trên xe khách chờ người Sia ở phía tây Kabul. Hồi cuối tháng 10, IS cũng tuyên bố thực hiện vụ nổ tại một câu lạc bộ thể thao cũng ở khu vực này, khiến 4 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!